Sườn heo rim cây với nước dừa mọi người đã thử chưa? Xin chào, tôi là Sunny và cô thích nấu ăn. Hôm nay tôi mua được hộp sườn ở trên Shopee Farm, nó ngon quá trời luôn cho nên quyết định làm món này. Món ăn này rất là hao cơm mà làm thì đơn giản lắm. Mọi người cùng vô bếp làm với tôi nha. Sườn mua về tôi sơ chế sạch sẽ xong rồi đem ướp khoảng 30 phút. Công thức ướp thì có hành tỏi băm, nửa muỗng đường, một muỗng nước mắm, nửa muỗng bột nêm, một chút xíu bột ngọt, một muỗng sa tế đầy, nửa muỗng tương ớt và một chút xíu tiêu. Tôi trộn đều lên và ướp 30 phút. Sau 30 phút thì tôi sẽ bắt chảo lên, phi thơm hành tỏi. Sau đó tôi cho hết phần sườn đã ướp vào. Xào đều tay cho tới khi nào mà sườn thấm và săn lại thì tôi sẽ chế vô một trái dừa. Tới khúc này mọi người đậy nắp lại và để lửa liu riu cho sườn mềm thiệt là mềm. Ở đây tôi để khoảng 30 phút là sườn đã mềm và nước nó rút cạn. Tới khúc này mọi người chịu khó đứng đảo nha. Đảo cho tới khi nào mà nước nó rút khô thiệt là khô. Nước dừa và gia vị nó thấm hết vào cục sườn thì tắt bếp. Cuối cùng rắc lên miếng tiêu rồi trang trí thêm mấy cọng ngò. Cái món này nếu mà làm đúng thì cái sườn nó sẽ vừa mềm vừa béo, cộng thêm cái vị ngọt thanh của nước dừa, rồi thêm vị cay cay của sa tế nữa. Tôi đảm bảo là ăn cơm là bới không kịp luôn á. Nhớ lưu công thức và thử món này nha.